cái giống lên mạng tìm rồi bắt đầu mới điện liên hệ mới tư vấn. Dạ. Coi như là khoảng một năm nay thì toàn bộ là xài phân thuốc bên siêu thị cái giống hết. À, gỗ theo cái cách hướng dẫn kỹ thuật luôn. Dạ. Coi như là cây phát mà bệnh hoạn thì cũng không. Ừ. Rồi kể cả sâu ngọn hay là nhện đỏ gì qua một cái mùa hạn mặn rồi là giữ tốt, nó không có bị cái kiểu mà lá mũ nữa. Dạ. Cây phát triển tốt bình thường. Ok ok bà con, bữa nay đi cầu tri mấy nhịp cầu tri đúng đưa qua mấy nhịp, bữa nay về Hậu Giang bà con ạ. Đây là một cái nơi mà xưa giờ bà con chúng ta có thấy rằng là cũng là một trong cái vùng đất chuyên về trồng khóm ở miền Trung của em là gọi là cây thơm, không phải là đúng không biết nữa. Bà con chúng ta thấy để vườn của ông chú ruột cùng cha khác ông nội ha, ở lộn cùng ông nội khác cha, không biết nó cùng gì không biết nữa. Chú thứ mấy chú? Thứ tám tên Thành. Chú tám nha bà con. Đã vừa nay chúng ta về vườn của chú tám thì vùng này chú tám trồng cái vườn này là bao nhiêu cây chú tám? 260 cây. Thì bà con chúng ta thấy rằng là hồi xưa là chú trồng cây khóm này, rồi có ý tưởng nào mà chú trồng cây mít ruột đỏ xưa vàng? Tại vì ở đây mình thấy có một hai vườn mít Thái. Dạ. Người ta trồng năm trước năm sau là bắt đầu để trái ăn rồi cái nó hư. Dạ. Rồi mới lên mạng tìm hiểu thì gặp ở siêu thị cây giống mới giới thiệu là cái mít ruột đỏ sơ vàng. Rồi. Cho nên từ đó là mình mới nắm, mình cầm theo rồi mình mới phát triển. Rồi nói chung là mình coi video thôi, nhưng mà mình mua giống là mua giống chỗ khác đúng không? Đúng rồi. Đó, cái này là mình cũng có thực tế bà con, câu chuyện nó thiệt. Rồi chú chăm sóc là cũng cái quy trình theo cái đơn vị khác hỗ trợ hay sao? Cái năm đầu tiên là cái đơn vị mình mua cái giống là anh hỗ trợ, nhưng mà thấy nó không phát triển rồi thì qua năm thứ hai. Dạ, năm thứ hai. Bên siêu thị cái giống lên mạng tìm rồi bắt đầu mới điện liên hệ mới tư vấn. Dạ. Coi như là khoảng một năm nay thì toàn bộ là xài phân thuốc bên siêu thị cái giống hết. À, gỗ siêu thị. Theo cái cách hướng dẫn kỹ thuật luôn. Dạ. Rồi sau khi sử dụng xong rồi chú thấy cây nó phát hơn không? Coi như là cây phát mà bệnh hoạn thì cũng không. Rồi kể cả sâu ngọn hay là nhện đỏ gì qua một cái mùa hạn mặn rồi là giữ tốt, nó không có bị cái kiểu mà lá mũ nữa. Dạ. Cây phát triển tốt bình thường. Nói chung là các bạn cũng thường xuyên tương tác với chú qua Zalo. Rồi đúng rồi. Dạ, qua Zalo xong rồi hỏi chú bữa nay chú Tám khỏe không, chú Tám làm được sĩ nào chú Tám á. Thì nói đùa với bà con, nhưng mà chủ yếu là các bạn cũng quan tâm, thứ nhất là chú Tám khỏe không, cái thứ hai nữa là mít của chú Tám sao rồi với bà con. Thì cây này là cũng 2 năm hả chú Tám? 2 năm mình. 2 năm. Cái vườn vừa rồi là của chú Tám cũng ở dưới khu vực này nó bị ngập mặn, nên là chú Tám cũng không có để bông nha mọi người nha, cũng không có để trái. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái chủ đề của chúng ta cần quan tâm á, rất là nhiều với bà con chúng ta đang hỏi mình về vấn đề là làm bông làm trái. Thì đối với thật ra cây sầu riêng cây mít của chúng ta mà trong cái giai đoạn mà 15 tháng 16 tháng á, bà con chúng ta làm bông nó cũng rất là trần ai gian khổ, đặc biệt là trong cái hiện tại là rất là nhiều bà con chúng ta đang nắm cái vườn của mình 16 tháng 17 tháng thì cái tỷ lệ ra bông của 16 17 tháng á nó sẽ lâu hơn so với cây già, cái điều đấy đương nhiên. Cái này là con cũng tâm sự với chú, nhưng mà cái lúc 16 17 tháng là chú cũng đã thấy có cái hiện tượng có bông. Có bông. Chú cũng bỏ. Tại vì cái thời điểm vừa rồi là nó bị mặn rồi, cái là mình bỏ ha chú ha. Rồi đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho bà con chúng ta thêm cái bí quyết. Chúng ta làm gì làm á để cái cây mít của chúng ta nó ra bông. Thứ nhất là cây nó phải đủ tuổi. Đủ tuổi của nó. Cái thứ hai nữa, mày đủ tuổi là khoảng trên 17 tháng là chúng ta cũng bắt đầu là gọi là lò đủ tuổi rồi. 15 tháng, 16 tháng là nói chung nó còn non quá, chúng ta ép nó thôi, gọi là tảo hôn đó. Nhưng mà bà con chúng ta quan sát, và mấy này chú Tám là đi vào cái quy trình là làm bông luôn rồi. Đi quy trình làm bông. Toàn bộ chúng ta đang làm đồng loạt thì chúng ta có thể thấy rằng chúng ta quan sát là toàn bộ các cái cây của chú Tám gần 80%. Cái này là cũng nói thiệt với bà con luôn là 80% là tất cả cái cây này nó đều đứng hết cái cây đọt. Còn một số dòng dòng ở bên kia có những cái cây mà gần giáp với cái bờ ruộng thì có những cái cây là nó còn phóng đọt ha. Nhưng mà cái tỷ lệ phóng nó không có nhiều. Thì bây giờ chúng ta bà con chúng ta quan sát, cái điều đầu tiên để cái cây của mình nó ủ mầm bông tốt
cái này bà con chúng ta phải phun già lá và chặn đọt trước khi mà chúng ta nói về quá trình làm bông. Mình quan sát, thí dụ như trường hợp cái cây của chúng ta mà chú muốn vô phun cái cử một thì bắt buộc chúng ta quan sát thấy cái bộ lá của mình 70% trong cái vườn mà nó già, nó già, còn cái lá cuối cùng mà nó mượn 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 một lá thôi, nó mềm vậy lên cử một được rồi đó. Thì trong cái lúc mà chú phun này, trước khi mà chú tưới xô lăng, hồi bữa là chú tưới cái xô bạch long nano xanh đúng rồi, sau khi mà chú tưới xong là thấy cái lá mình nó có tín hiệu nó chuyển không? Nó chuyển khoảng chừng 5 ngày sau là mới xịt cái cử là thương với già lá. Dạ. Trong vòng khoảng 5 ngày là thấy chuyển, bị mấy bữa đó nắng. Dạ. Rồi mình tiếp tục mình xịt cái đó rồi cái đồ vô được bão mưa luôn. Dạ, mưa luôn luôn. Cho nên nó mới đi ngọn lai rai. Nó đi mà ngọn lai rai rại. Rồi gần đây là chú mới phun cái già lá với thiên hương cái này mấy ngày? Vừa dứt mưa mới phun này, cái này khoảng chừng 3 bữa thôi. Coi như hết mưa mình thấy trời tốt là mình phun được. Dạ. Là phun bị rửa hết đợt là bỏ là không tính. Rồi ok. Cái đợt đó không, mình không có tính ha. Không tính. Rồi bây giờ chúng ta đang nhìn thấy cái tín hiệu của cái cây, gần như là bà con chúng ta thực ra là cái này đụng là đẻ thôi. Cái này là chúng ta đã bước vào bên trong là bà con chúng ta thấy đã có những cái mầm như thế này rồi chú thấy nè, mầm là bắt đầu nó có rồi. Thì thêm một cái kinh nghiệm nữa để cho chú và bà con chúng ta nắm, có những cái mầm u xuân này nhưng mà chúng ta chưa thấy nó rộ đồng loạt. Thì có một số bà con chúng ta cũng thắc mắc hỏi mình vậy này, cả chú Tám luôn ha. Thì có thể là đang ra về là trước mình nó đang có ra nữa, và cái cổ bông trước đó, có đẻ hay không. Thì thông thường một số bà con chúng ta gọi là ta tỉa hết, ta làm ta lấy đồng loạt. Nhưng nếu như mà bà con chúng ta chịu khó một chút, chúng ta đã chịu cực rất là nhiều năm rồi, bao nhiêu năm rồi, 2 năm rồi chưa có lấy trái, bây giờ chúng ta chịu khó một chút là cái cổ bông của mình nó đi trước. Ví dụ như mình xác định là cái cổ bông, cái trái đó nó lọt vào cái tháng mà mình bán nó giá nó thấp, nhưng ra một cái cổ bông nó tới 4 trái, mình có thể bỏ 2 trái cổ đầu, mình lấy cái cổ sau để nó đồng loạt cùng với anh này. Hoặc là cái trường hợp mình lấy luôn cái cổ trái đầu để mình có cái tiền chợ, tiền búa, tiền này nọ sinh hoạt trong ngày, mình vẫn tập trung là mình ưu tiên mình nuôi cái cổ sắp ra đây. Đó là chú nắm cái vậy. Còn ví dụ như mình xác định mình để cái cổ trái đó mình phun, lỡ có lậm thuốc hay là mình đang xiết nước, mình không có tưới nước cho nó, lỡ trái nó có bị méo mó hay sao không, thì trường hợp nếu như trường hợp mà nó méo mó hay là nó có trường hợp bắt ca kháng sinh ra này, nó cũng lọt ở một cái mít mà mít chợ chẳng hạn, thì nó cũng có một cái phần tiền nhỏ, có nghĩa là cái đó là mình không quan tâm, cái đó là cái kiểu như là dự bị vậy đó, đó là mình đang muốn vậy. Thì thay vì chú đi lọt, chú bỏ hết tất cả những cái cuốn đó, thấy sao, chú gọt hết chú bỏ đi, chú đem chú để lại cho con, thì chú sẽ quan tâm nhất là cái cổ bông tiếp theo mà mình cứ xiết nước mình phun già đó, còn cái đó cái nào đẹp mình để, cái nào xấu mình bỏ, thì tại vì mình xác định là đường nào mình cũng bỏ, nhưng trong cái mình sống nói chung là cũng ok nên là trời cũng thương. Nhưng mà cái này con cũng nói thiệt với chú là hoàn toàn so với những cái vườn mà con cũng đang hỗ trợ cho các bà con á, là cái cổ trước á con cũng hay chỉ bà con cứ để, không có hư đâu, con bảo đảm không hư, tại vì cái mùa này mùa nghịch á, mưa nó liên tục, cây nó không có thiếu nước đâu, dù mình có xiết nước đi nữa cây nó không có thiếu nước đâu. Mà phun tất nhiên là khi mà chú phun mà chú cũng phải né cái trái ra đã, nên cái kinh nghiệm để cái mùa sau, và một số bà con chúng ta đang coi cái video này á, chúng ta cũng có ông Diễn này ông nói cũng có cái lý này, thật ra là chúng ta đang vẫn chăm bón cho cái trái mít của chúng ta là báo vào tháng giêng với tháng hai, nhưng cái cổ chúng ta nó lọt vào tháng 12, chúng ta cũng có tiền chợ cuối năm, cũng có tiền mua bia đó. Cái này là một cái kinh nghiệm mà con đi gặp rất là nhiều nhà vườn, và nhiều nhà vườn cũng đã thực hiện đúng cái cách con hướng dẫn. Tuy nó cực một chút, cái này cũng nói thiệt luôn là nó cực một chút vậy, tại vì cái bông nó ra lọt sọt ông ơi, cái lúc này nó đang ra rộ tao giữ rộ luôn, nhưng có thể khả năng khi mà chú thu được cái cổ trước chú đỡ được cái phần tiền. Tại khi mà cái bông, cái cổ chú đang làm này, nó ra dao, nó ra dài vậy này, chú bắt đầu đi vào dưỡng bông, thì cái chú dưỡng bông luôn, chú tưới dinh dưỡng cho nó, thì nó nuôi luôn cái trái đang có ở đây luôn. Đó, nó cũng có một cái lợi thế. Thì nó đúng rồi, mình bỏ là cũng sợ, mình nắm chưa cơ bản, sợ khi mình quản lý cái trái nó trên lệnh không đồng điều là khó quản lý trong vấn đề thuốc men thôi. Mình sợ vậy, đúng rồi. Nhưng mà mình chỉ có khó ở cái chỗ cái giai đoạn á. Thực ra là nó gần giống như nhau, là tất cả mọi thứ mình đang phun già lá chặn đọt hết. Rồi. Thì cái trái nằm ở đây nó cũng ủ trái, nó cũng lớn trái, nên nó không có sao hết. Nên là mình khi mà cái trái mít của chúng ta này, nếu mà đi đọt non nhiều là cái trái mít nó không có lớn nha. Nó cũng bị méo, bị giật. Thì chú chỉ có khó cái giai đoạn tao đang làm bông cái này mà nó còn mấy trái này là mình sợ chỗ đấy thôi. Nhưng mình xác định cái trái đấy
là mình bỏ thì thôi cứ kệ đi, không sao đâu, ok thì rút kinh nghiệm. À, tại vì con hỗ trợ con làm rất là nhiều nhà vườn ha. Ví dụ như vườn của chú Ba Nga, vườn của anh Trương, thì vườn của chị Lon, vườn của chị Cẩm là những cái vườn khu vực ở từ Thanh Bình, Hậu Giang rất là nhiều và có cái củ trái đó. Thì hồi xưa là con hay tư vấn cho bà con là thôi dọn hết đi. Nhưng cái lý thuyết hồi xưa, cái kinh nghiệm hồi xưa nó khác cái thời bây giờ. Tự nhiên bây giờ để nó cũng có trái cũng ngon, mà con ứng dụng hồi xưa là con biểu bà con chúng ta tiễn bỏ hết là hồi thời điểm đó là mít thái. Đó là kinh nghiệm mít thái nhiều, tự nhiên cái mình thấy nhà con cũng có vườn. Cái này cũng có thiệt là ở Cần Thơ con cũng có vườn. Xong con làm con đi hoài vậy. Tự nhiên con cũng làm bông, cũng kêu người làm bông, nhưng cái cổ trái là chưa tiễn, là mấy người họ không dám tiễn. Tại người làm công đâu dám tiễn. Để luôn con về, trời tự nhiên nó lọt vô này có tiền ông nội ơi. Lại là cái cổ đầu tiên có tiền, xong rồi cái cổ thứ hai nó có tiền nữa. Và trong dòng mình nuôi đó mít, tất nhiên là mình đi mình nuôi là không phải là ở chiền, nhưng mà mình đang đồng loạt trong cái thời vụ mình mong muốn. Ví dụ như tháng 12, tháng 1 và tháng 2, chỉ 3 tháng vậy thôi. Đúng không? Chú sẽ rút cái kinh nghiệm được cái chỗ đấy. Cái này con cũng lên bờ xuống ruộng giùm, con được lên bờ rồi. Thì cái chỗ đấy là tự ứng dụng từ thực tế trong cái vườn của con. Thì con đi rất là nhiều nơi, con đi làm tùm lum hết á, có khi mà nhiều cả ngày cả tháng trời, con về được 3-4 ngày chứ mấy. Rồi con về rồi công thì họ sẽ không nào, họ phun thuốc, cái trách nhiệm của họ phun thuốc rồi, họ không có dám tỉa trái. Tỉa thì sợ không gì, không về ông la thôi, biết tỉa trái nào. Thì họ để bông luôn, tự nhiên cái là con thấy nó lớn rồi, cái con bao xong rồi con dùng, con nuôi, mục đích của con là con nuôi cái bông mới. Nghe trái này nó lớn luôn, rồi con lụm được 2 lứa. Đó là kinh nghiệm thực tế luôn á, chứ không phải nói nhiều. Thật ra là nói nhiều con cố gắng giải thích cho chú hiểu cái sự trải nghiệm của con nó có. Rồi một số bà con họ ứng dụng theo, chắc chắn chú cái mùa tiếp theo chú con có thể ứng dụng theo. Rồi con sẽ chỉ theo cái mùa tiếp theo chú làm cái bông á, có trái chuẩn bị làm bông. Để mà thường á, cái mít này là từ lúc ra bông đến lúc chúng ta bán là nó mất bao nhiêu? Nó mất 5 tháng đúng không? Rồi chúng ta mất 1 tháng làm bông nữa là 6 tháng. Năm chính ta 1 năm này chúng ta có 2 vụ. Mà 2 vụ mà nếu cho cây nó nghỉ thì nó sẽ mình mất tiền. Nên là con trong cái giai đoạn làm nuôi trái á là con vừa nuôi cây luôn. Rồi ở trên con rà con hãm đọt đi cho chậm từ từ. Đến gần còn cái cổ trái cuối cùng gần cắt nữa vậy nữa. Diễn ơi, còn 10 ngày nữa cắt này hay 15 ngày nữa cắt này, làm gì Diễn lái báo vậy đó. Nghĩa là con quất cho già lá hết, toàn bộ hết. Chuẩn bị tinh thần cắt cái trái xong là ở dưới quốc sâu lăng. Dưới sâu lăng thì 5 ngày như chú nói đó, nó già cái lá liền đúng không? Già ngay liền. Là ở trên mình phủ thêm cử nữa. Rồi bắt đầu ở trong là cũng phun kích bông, thằng bông. Rồi xong nó lòi ra là dưỡng bông thôi. Rồi bây giờ quay lại cái vườn của chú hen mọi người. Nãy giờ là diễn giải, cố gắng là diễn giải rất là nhiều rồi. Bà con chúng ta chú cũng thấy này là người ta hay nói câu là mít thì đụng cành, chanh đụng rễ. Thì các anh em chúng ta có thể thấy những cái nơi mà hồi xưa chú cắt bây giờ nó ra bông rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình chưa xác định nó là bông hay là trái. Nhưng mà gần như á, là nếu như á, đã ém cái sâu lăng rồi và chúng ta cũng đã phun già lá và khó lá, già lá chứ chặn đọt, trong cái già lá nó cũng có lăng. Nhưng bây giờ thôi, chiều nay hoặc là sáng mai, chắc sáng mai với chiều nay con thấy tình hình cũng hơi mưa á. Chiều mưa. Chú bổ cho nó con một cử ha. Bây giờ là bổ ha, bây giờ là làm luôn nha. Một cử là một chai thiên hương nano xanh. Rồi. 1 kg khó lá, 1 kg già lá, 3 kg thằng bông. Nha, cái vườn này khoảng 300 đến 350 lít nước. Anh tính cỡ đấy, tại vườn này là mình đập luôn, tại vì thời tiết nó mưa thì 300 lít nước luôn. Nha. Trời lớn luôn, 300 lít nước. Rồi mình phun toàn thân toàn lá, mình phủ hết vô đây, ướt đều hết, ướt đậm luôn. Trong ngoài luôn, quất láng trục trì hết cho nó luôn. Có nghĩa là khi mình phun vào lá thì nó sẽ có già lá, nó hỗ trợ già lá đứng ở đọt luôn. Tất cả khó lá luôn và phun ở trong thân luôn thì cái lăng đó, và cái hàm lượng lăng mình có trong cái bộ mà gọi là bộ tứ mà trộn tùm lum á là mình nó hấp thụ qua da luôn và anh ủ thêm cái mầm bông nữa. Lần thứ nhất. Lần thứ hai thấy lá của già mình nó rộp thì chắc còn 7 ngày nữa thôi, giống chặt đường nào đó. Khoảng 7 ngày nữa đây, tình hình là 7 ngày nữa thì bắt đầu mình quan sát ở ngoài đây cái lá ở đây ha. Cái lá này mắt còn dẻo nghe. Đây mọi người chúng ta thấy bóp là nó còn dẻo, nó chưa xào. Nhưng 5 ngày nữa thì sau 7 ngày đi, 7 ngày sau khi phun cử 1. Đó, bóp vô nó xào xào vậy nữa ha. Ở ngoài này thấy xào xào thì 70% thôi chứ không phải mình cây nào mình cũng đi bóp hết. Thì mình quan sát trong cái vườn của mình còn ra là khoảng 10 cây. Mình đếm 10 cây đi, 10 cây mình kiểm tra rồi thấy có 7 cây là cỡ dày rồi ha, ngẫu nhiên. Thì bắt đầu á, ngẫu nhiên trong một clip hàng một hàng vậy đó. Rồi bắt đầu mình lên cử 2.
Thứ hai thì mình bỏ thằng khó lá ra. Ừ. Thì 2 kg thằng bông, 1 kg già lá nhanh, 1 chai thiên hương nano xanh, làm cho con 300 lít nước luôn nha. Theo công thức đó là tài liệu là 350. Ừ. Nhưng mà tình hình thời tiết của mình bây giờ chú cũng biết rồi, đang chuẩn bị là cơn gió, mà hiện tại là gió theo cái hướng đọt, là hướng gió từ cái hướng Cà Mau đi lên. À. Là nó hướng ra ngoài kia, nó hướng ra ngoài bắc á, là cái hướng đó là hướng đi đọt và hướng phướng nhiều hơn. Thì mình làm cho nó già một cái nữa. Thì rau là cũng phun toàn thân toàn lá luôn, là cũng bảo đảm với chú luôn là cũng 7 ngày sau hoặc thậm chí 5 ngày sau chú rà cho con một cử thần bông với siêu kích bông. Tại vì ở trong này chúng ta đã thấy là nó đã sưng u hết rồi này. Anh tính có thể là tiếp bước quay cho em một chút xíu thôi, để bà con chúng ta có thể nhìn thấy, là chúng ta có thể thấy rằng là những cái vết nhỏ này. Ờ trời, em đụng cái gãy luôn cái mắt cua rồi, một cái mít mắt 1 triệu rồi. Để bà con chúng ta thấy này, là nó đang có những cái hiện tượng như thế này rồi, hiện tượng nhỏ như vậy rồi. Rồi chúng ta có thể thấy qua bên này nữa nè, đây rồi nhỏ hơn nữa này nè đó. Rồi bây giờ còn cái mít này thì chú có thể cái này nha, chú thường chú đang nghĩ là chú để một cây này bao nhiêu trái? Theo như trong cái ý nghĩa của tôi, cây bự tối đa chừng 3 trái. Cây bự tối đa chừng 3 trái ha. Rồi còn lại là ví dụ như anh em muốn để trái thì anh em cứ mang cái xô nuôi trái xuống, cái anh em là còn dư anh em lấy ha. Hùng ha. Nhưng mà mấy chú nói để nhiều được thì mừng. Đó. Bây giờ chi quý 2 năm rồi. Cái này nói đùa với mình cũng không có dành cho bà con. Nhưng mà cái lưu ý trong cái giai đoạn nuôi trái, bà con chúng ta một cây mà chúng ta để một trái, nó cũng méo, nó cũng nhỏ nha. Nếu như cái trường hợp chúng ta không cho nó ăn dinh dưỡng và chúng ta không hiểu về cái tính chất của dinh dưỡng, thí dụ như mình để một trái ngay đây, cành này bự chà bá luôn, cây nó đi đọt pha ở trên kia. Ừ. Thế nào tưới nước rồi không tưới phân vậy đó, nó đi đọt, nó tưới nước nó cũng đi phân, đi đọt ngang, nó đi đọt thì nó sẽ tính chất của cái cây là này, từ nó lấy dinh dưỡng nó đi ngược lên hết trên kia, có bao nhiêu dinh dưỡng nằm dưới đây nó lấy hết, nó nuôi cái đọt không à. Đó, cái thứ hai, nếu như cái bộ lá của mình bắt đầu á mà nó tốc độ nó ra lá non dữ quá, cái mình đang chặn cái đọt này là vừa hỗ trợ để làm bông, nhưng hỗ trợ sau nó còn dự trữ một cái lượng lăng mà cái ly nằm ở đây. Ừ. Nó không có đi phướng mạnh, không có đi cái đọt của chúng ta dài ra thì nó sẽ hỗ trợ cho tôi giống nuôi trái. Như cái cây mới nãy là chú có thấy không, là 36 tháng, thì 36 tháng chú thấy cây nào ít nhất thì có 8 trái thôi, cây nào nhiều lắm thì 14 trái mình cũng thấy. Nhưng mà cái vấn đề là đặc biệt chúng ta để nhiều hay ít, nó không quan trọng là ở trái nó to đâu, nó quan trọng là cái phân bón mình đi nó đúng. Đã, thì vậy ở trong cái giai đoạn nào mà chúng ta đi đúng thì bây giờ ở đây nó không có cái trái nào để chúng ta diễn tả, chúng ta đứng ở tại đây thôi chúng ta diễn tả. Đặc biệt cái bông của mình nó ra là bắt đầu mình cho xác định nó là bông rồi ha, bông chắc cú thì không trật đường nào, thì chúng ta dứt hoàng thiên long ha, hoàng thiên long cái can hoàng thiên long đó. Rồi chúng ta có thể cộng thêm với humic thôi kỳ, cộng với trico humic, mitrico luôn, cộng với vi sinh luôn, thì bắt đầu để nó bào mòn, nó làm cho bộ rễ chúng ta phát triển mạnh lại. Nó phát triển, cái bộ rễ chúng ta phát triển mạnh, cây nó chưa đi đọt đâu, tại vì trước này mình dần lăn với kali nó khá là nhiều nè, nó không đi nổi đâu. Có nghĩa nó có đi để đi từ từ và nó dồn vào nó nuôi bông. Và trái mít chúng ta bắt đầu trong cái giai đoạn mà nó sổ nhị nha, nó sổ nhị với chú, nó cỡ to vậy là mình dứt cái xô nuôi trái 7 ngày 10 ngày mình làm một lần. Rồi chúng ta sẽ quan sát trong cái giai đoạn này là cây nó sẽ bắt đầu đi đọt. Ừ. Tại vì trong thời gian nghỉ khá là lâu rồi, mình dằn thì lăn với kali nó cũng sẽ hết chứ không phải nó nằm miết ở đáy được. Thì nó hết thì bắt đầu nó có đi hiện tượng đi đọt. Nếu như có hiện tượng đi đọt mà hạt nó mở cái lá, chứ không phải là gọi đi đọt đó, có nghĩa là nó còn búp hay nó ngủ ra này, nó mở cái lá non ra thì mình phun cho nó cử già lá để chặn đọt, có nghĩa là mình hãm cái độ đi của nó. Tiếp tục nữa. Đúng rồi, mình tiếp tục và mình rà mình hãm thôi, cái này không cần siết mạnh. Có nghĩa là mình có thể 400-500 lít nước mình chơi. Có nghĩa là mình đang đi nó đang đi xuống dốc á, mình rà cho nó chậm lại thôi. Thì để nó có thêm được cái cơi lá là 2-3 cơi lá tới cái mùa tiếp theo. Đến mùa tiếp theo. Đây kinh nghiệm là vậy. Nên chú làm bông làm trái với cái cây này thì con nó bảo đảm với chú thì bây giờ mình cũng xác định là nó đang ra mầm. Nhưng cái vấn đề bông là chú cũng chưa chắc chắn, người bản thân con cũng 50 chưa chắc chắn. Chúng ta phải làm cho nó bổ hết lăng và kali, nó hấp thụ hết toàn bộ ở đây và ở trong. Thì cái cử thứ ba là mình sẽ làm yên tâm là mình phun cái. Thì khi mà chú phun hai cử là con cũng bảo đảm với chú luôn nè, cái trường hợp mà chú phun tới cử thứ hai mà chú thấy cái lượng bông ở trong này nó nhiều, thấy không, thì bắt đầu mình có thể rút ngắn cái thời gian, thay vì 7 ngày, ông Diễm kêu 7 ngày thì mình có thể là 5 ngày, chứ không phải là chờ 7 ngày. Có nếu tới ngày thứ 7 trời mưa cha nó phải kéo qua từ ngày thứ 8 thì mình phun cái lăng và cái kali là ở trong cái thần bông và siêu kích bông ở trong này để nó kích bông và nó ủ mầm bông cho bông nó mập nha. Chú nhìn chú lắm rõ, còn chú cũng từng quan sát rồi, cái cuốn bông chúng ta dài
thì cái đòn cái trái cái mít của chúng ta nó sẽ nặng ký. Còn cái cuốn bông mà nó đứng im một chút xíu, nó ngắn ngủn dài này, mình nghĩ là nó mập nha, mình nghĩ nó mập, nhưng không phải, nó đang bị lùn. Nó lùn và nó cứ nó đứng hoài nha, làm cục thù lù như trái banh tennis vậy, cứ đứng miết vậy đó, là cái không ngon. Là trái ngắn. Trái nó ngắn, đúng rồi, chú cũng thấy như cái trái ổi vậy, cũng có một số vườn nó gặp tình trạng đó. Nên là cũng một phần là chú yên tâm mà cái vườn của chú con bảo đảm luôn. Thì cái vườn của chú là bảo đảm là đồng lọt rồi đó. Lọt là bán là trái, cỡ này khi mình đang đứng làm cái video này là bán vào tháng 2 nha. Chứ nó không có lọt được trước Tết được nha. Có nghĩa là tháng Giêng, cuối tháng Giêng và tháng 2. Thì hết tháng 2 là mình sẽ bắt đầu là làm một phát luôn để cho bán tháng 8. Cái này tháng 2 là tháng 2 âm hay là... Âm lịch chú, âm lịch nha. Đó, và thêm nữa là trẻ chuẩn bị cho cái mùa vụ tiếp theo 2025, năm nay, năm sau đó, nó có 2 tháng 6. Thì 2 tháng 6 thì anh em mình cũng chuẩn bị cái tinh thần để cho bà con chúng ta hiểu thêm một cái vấn đề chúng ta làm bông tiếp theo 2 tháng 6 lần đó. Mà nếu mình làm bông tiếp theo mà nếu gặp nước mặn như hồi năm rồi thực ra thì phải chặn nước, không có cho nước vô, cái đó đều đương nhiên rồi, chúng ta hạn chế tối đa nhất. Trong cái quá trình cái vườn của mình xử lý, hồi xưa cái vườn của chú có xử lý pH, còn nâng pH là lên không? Có ha. Có. Hồi xưa nó mặn là lá nó cháy vàng về có lá cháy không chú? Mình trước khi trồng đó mình đi vô bột á. Vô bột. Mình làm mô, mình làm vô bột đều hết rồi. Dạ. Mình đặt cây như là nó không có bị cháy. Dạ, không bị cháy. Độ mặn ở đây là bao nhiêu chú? Độ mặn ở đây lúc cao điểm như là 8-9 phần ngàn đó. 8-9 phần ngàn. Nó ghê còn vậy? Cứng hơn nữa đó, nói khi nó bị gì đây sát bên sông ở ngoài sáu gô, nó sọc vô đây nè, gần mấy sông rồi nè. Vậy đây sát bên sáu gô luôn rồi. Sát rồi. Đây là sáu gô khoảng chừng 50 cây. Ok. Thì thôi cái video clip này mình cũng quay, cũng trình bày với bà con cũng với chú là rất là chi tiết. Con là cũng phải nói chi tiết hay rõ ràng như vậy á, để cho chú nắm được cái vấn đề là mình xử lý tại sao cái cây nó ủ mầm bông như vậy. Lại đến giờ bông nó ra ở đây là cũng mới có 50-50, mình cảm nhận là bông như Phước, nhưng mà chắc cú 100% lá đứng bông. Như vậy là bông. Theo như tôi chăm sóc tôi cũng biết nó là trong thân này là nụ bông. Dạ, dữ lắm. Khi mà cái lá mà nó đứng vậy này là chúng ta xác định nó là bông, không cắt cắt cái đường nào hết đó. Nhưng mà thôi thì mình cái gì chưa chắc 30 chưa phải là Tết, thế nên thôi mình cứ nói cho nó êm chút xíu. Thì cái điều kiện đủ để cây nó ra bông là chúng ta phải làm sao cho nó đứng đọt già lá. Thì hồi xưa trước khi mà chưa lên cử 1 giờ là chú cứ đi đầu là già lá với chặn đọt chú quất cái gì nữa. Quất hai cử phải không? Quất hai cử. Rồi thì ok, nó thật ra là nếu như mà mình tới sớm một chút xíu, một tuần thì mình cho lên luôn cử 1 luôn là anh tính. Thật ra là mình tới một tuần, tại vì á tới cửa này nè, có nhiều bà con tới cửa này là bà con đã lên cử 2 rồi. Có nhiều bà con đã lên cử 2 rồi. Nhưng bây giờ á, thêm một cái này nữa nha, để cho chú đừng có hoang mang và đừng có sao xuyến lòng nha. Là khi mình phun một cái hỗn hợp như vậy á thì tất cả một phần cái lá chân, chú thấy này, một phần cái lá chân nó sẽ bị đỏ lá nha. Nó sẽ đỏ lá, đấy là cái tín hiệu để nó báo ra tao chuẩn bị, giống như là đang gió mùa thu rồi đó, chuẩn bị chúng ta chuyển qua một cái mùa để mà chúng ta ôm mầm này cho Tết chúng ta có bông, đã Tết là có trái vậy đó. Kiểu thì khi mình đang làm, mình ép cái cây như vậy thì bắt buộc ở trong thân á, những cái cành, những cái lá trong thân nó phải đỏ, không đỏ là thuốc giả nghe. Đỏ gì? Dạ đúng rồi, đỏ rụng lai rai. Đúng rồi, rụng lai rai nó, chứ không còn không đỏ là nước đậm đâu mà. Dạ, nên là tại sao nó đỏ là chúng ta cũng nắm được hiểu em, là trong cái hỗn hợp chúng ta có lăng và có kali và có cả hóc môn, thì hóc môn nó chặn cái đầu đọt thì nó đỏ là cái lá ở trong này nó càng già hơn. Tại nó già hơn, nó già hơn thì nó phải đỏ. Và thêm cái tính chất của cái cây nó sẽ hiểu vậy nè, nó sẽ hiểu vậy nè, tao đỏ cái lá là tao rụng cái lá xuống để tao phải ra cái bông để tao sản sinh ra một cái dòng đời. Nó nghĩ rằng nó đỏ, nó già rồi. Nó nghĩ là cái cây nó sẽ hiểu vậy luôn đó. Đến mức độ mà nó cây nó là một linh hồn, có nghĩa là nó sẽ hiểu rằng là tao đỏ lá, tao già lá, tao phải buông những cái lá già vậy ở trong em mày tự sinh mầm sinh ra luôn. Thì hôm bữa trước khi mà chú làm cái cử trước khi mà con tới đây là nó cũng có đỏ lá. Có đỏ lá. Thế là chú đi lăng nè, ở dưới nè, rồi ở trên chú phun già lá với chặn đọt thì đường nào nó không đỏ. Đó. Nhưng mà cái độ đó đỏ chưa phê bằng cái độ chuẩn bị chúng ta làm đây nghe. Cái này